Hello, cho mình xin được gửi lời chào đến toàn thể các bạn đang xem video của mình nhé. Nói chung là cũng lâu rồi mình không có ra video về chim bồ câu. Nay thì cũng gọi là có một tí công việc thì cũng lại tiện để quay để nói chuyện với các bác một chút và chia sẻ một chút đấy, cách chăn nuôi các bác nhé. Chim này các bác ơi, em thì ở Bắc Giang nhé, miền Bắc thì bây giờ nó vào cái thời điểm rất là nắng nóng rồi, mùa đông thì tìm mọi cách để giữ ấm các bác, mùa hè thì lại tìm cách để giải nhiệt. Chim của em đây các bác ơi, nói chung là dạo này thì sản lượng nó cũng ok, nó ổn được các bác ạ. Thì các bác mùa đông thì đây nhà muốn lắp rất nhiều bóng bóng sưởi các bác nhé, bóng úm gà đấy. Đây hôm nay thì em có về thêm một ít lồng các bác. Nói chung là như các bác theo dõi video của em thì sẽ biết em hay nói là vào cái thời điểm tháng 4, tháng 5 trong năm thì năm nào cũng thế không ạ, là cái thời điểm mà cái giá chim nó sẽ xuống thấp nhất. Thì mình đa số mình sẽ dành thời gian và những cái thời điểm này để mình sẽ củng cố hoặc là mình tăng đàn chim các bác nhé. Đây, quạt đây các bác ạ, mùa hè thì rất nhiều quạt. Đấy, và cái lồng thì đây thì em đang nói chung là lấy thêm một ít lồng để lắp lốt vào những cái mặt rìa đấy các bác nhé, gọi một mặt. Em sẽ đây lưng hết những cái quạt này lên trên trần các bác nhé, giống như hai cái kia, để mình tận dụng những cái góc bên ngoài này. Nói chung là như trước đây thì mình cũng không có ý định sử dụng đến những cái chỗ này, để lối đi khá là rộng, nhưng bây giờ thì mình đã thấy nó cũng phí rồi thì lại tiếp tục triển khai vào thêm ít nào hay ở đây các bác ạ. Đây mé này nữa, mé này các bác nhé. Đây thì em cũng đang triển khai lắp, bắt đầu lắp được mấy cái đây các bác ơi. Đây đang lắp đây, đẩy lên lắp đây các bác nhé. Đấy các bác có thể thấy. Còn đây, khu vực đây thì dãy này, như các bác xem video của em năm ngoái thì dãy này em có để chim giống toàn bộ dãy này đúng không? Bây giờ thì đi hết được các bác ạ. Đi không phải là nó chết các bác nhé. Nói chung là em nói rồi, thời điểm này đã bắt đầu mình sẽ củng cố lại đàn chim. Mình sẽ lọc những cái con sinh sản kém ở bên cái khu vực đây của mình đi. Khu vực này thì em có mấy hàng lúc nào nó cũng ở trong tình trạng sinh sản rồi. Con nào mình đánh dấu đẻ kém thì mình sẽ xuất bán chim thịt cho nhé. Chim thịt, chim già thải đấy. Ở đây thì em cũng gọi là lọc ở bên kia bán đi và lấy chim từ đây lại là có những ô trống ở đấy. Thì lay lại trống ra hết cái hàng này các bác ơi. Chung là một dãy này, đây một dãy này của em, một dãy này nó là hai mặt các bác nhé. Hai mặt này nó vào 100 gần 120 gần 220 đôi các bác, xấp xỉ 220 đôi cho một hàng hai mặt các bác nhé. Thì đây sắp tới này thì em sẽ bán thêm một mẻ chim lon nữa, thì
em sẽ bắt đầu lại để giống các bác ơi. Thì em sẽ cố gắng để quay những cái video về chim lại cho các bác xem. Đây sẽ để giống lại còn một cái dãy này và lắp thêm lồng ở khu vực này. Nói chung là cũng lắp thêm được một ít rồi các bác ạ, lắp được hơn 100 đôi một tí thôi. Đấy, nói chung là đây cả khu vực này và bên kia kia được một ít, cũng là hơn 100 đôi. Tận dụng rồi các bác. Vừa rồi thì em có ý định là định mở đây, gọi là từ cái chuồng này mở thông hết xuống đằng vườn nhà em đây, định làm thêm khoảng 400 mét vuông nữa, nhưng mà điều kiện nó chưa cho phép nên chưa thực hiện được các bác ạ. Nên giờ đành phải lắp thêm một ít ở đây, chắc là để gác lại đến cuối năm hoặc sang năm thì mới có thể làm tiếp tục mở bên này được. Đây. Đi lắp lồng các bác ạ. Thôi nói chung là video này em cũng chỉ lên để nói chuyện và giới thiệu các bác một chút thế. Em có ý định đăng lên lắp thêm một ít ô lồng các bác nhá. Chỉ còn là em cũng chưa biết nói gì. Thì để đến video sau thì em sẽ quay em có thể là em sẽ quay xuất bán chim hoặc là tách chim giống ra sang khu vực bên kia cho các bác cùng xem nhé. Đây chim đúng không ạ? À với lại nói chung là em có một cái điều muốn nói với các bác nuôi chim này. Nói chung là nhiều bác cứ đăng lên khoe con chim nuôi 4, nuôi 5 ấy, thì cũng có nhiều cái ý kiến nó trái chiều. Nhiều người sẽ bảo là không nuôi được, nhiều người thì nói là bắt chim từ ổ khác sang để chụp ảnh. Nhưng mà đây thì em xin chia sẻ với các bác như thế này nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy thực tế của em đây, cũng có ô thì 4, ô thì 3. Và cái lý do tại sao nó có 4 ở đây và nó có nuôi được hay không ấy, thì em xin nói với các bác là 4 con nó vẫn nuôi bình thường các bác nhé. Nhưng mà em không để nó nuôi 4 con từ khi mình mới ghép vào là mới lở đấy. Thì em chỉ ghép 3 thôi. Còn 4 con là vì những cái ô mà nó có tỷ lệ hao hụt đi ấy, nó còn lại 2 con thì mình gọi là em sẽ để cho nó to lên một chút. Nó khoảng tầm đây này. Tầm như này đấy các bác ơi. Nó to như này rồi thì các bác dồn ổ vào cho 4 cho 5 con nó vẫn nuôi bình thường các bác nhá. Còn mình ghép từ nhỏ ấy nó vẫn sẽ nuôi được, nhưng mà cái tỷ lệ hao hụt nó sẽ nhiều hơn. Tại vì có những đôi bố mẹ nó sẽ không chấp nhận hoặc là nó dẫm đạp. Mình cho 4 vào nó chỉ nuôi 2 con hoặc 3 con thôi ấy, cái tỷ lệ đấy nó sẽ hao đi nhiều hơn. Chứ còn nếu mà đây nó đã to to một chút rồi thì mình ghép vào khi đấy thì nó vẫn nuôi được hết các bác ạ. Chứ không phải là bảo mình bắt chim vào để chụp ảnh hay là gì đâu. Đây, 3 đây. Nói chung là em cứ ghép 3 từ bé đấy. Đây các bác thấy đây, 3 con này. Đấy. Nào nó đồng đều, nó vẫn nuôi bình thường thì em sẽ để nguyên. Để nguyên 3 con các bác nhá. Đây 3 con đây. Còn những cái ô nào mà ví dụ nó bị chết. Đây này. Đây này, có thể núp 3 con, bây giờ nó chết 1 con rồi. Em chưa dồn được đây. Thì như này nếu mình muốn ghép vào ô khác thì có thể mình sẽ lấy đây, như đây. Ô bên cạnh này nó tương đương nhau này. Đấy, đây em nhặt luôn cho các bác xem.
đây nhé. Mình có thể ghép vào những cái con nó sàn sàn nhau như này. Đấy, thành 4 nha bác. Nuôi bình thường các bác nhé. Kể cả bác cho lăm vào tầm như này rồi, cho lăm vào nó cũng vẫn nuôi được. Nhưng mà mình không nên lạm dụng quá như thế. Đây con này để lát em tìm cẩu khác em cho sau. Em đang cầm điện thoại. À đây rồi. Dưới đây luôn rồi. Đây cho luôn các bác xem. Bốn đây. Đấy, nghĩa là ô nào nó còn 3 con thì em sẽ để nguyên. Và ô nào nó bị chết đi mà nó chỉ còn 2 con hoặc 1 con thôi thì em sẽ nhặt cho sang ô khác các bác nhá. Đây, 3 con đây. Đây còn nuôi trồng chéo nhau đây các bác. Nói chung là mùa này thì thợ người ta bắt thưa ngày hơn và bắt con chim nó già hơn, cho nên là cái việc mà chim cái lứa trước đây còn chưa xuất bán nhưng mà đã vào một lứa chim sau là cái việc nó không tránh khỏi các bác nhé. Đây em thì cứ lằng nhằng vừa 3 vừa 4 đấy, đi quay rất nhiều nhé, không phải là có một ô đâu. Một ô các bác lại cũng bảo em là đi nhặt từ ô khác sang cho vào để quay thì nó lại không phải. Đây 4 đây các bác, 1 2 3 4 đây. Đấy, đây này, con này 2 là chết mất 1 con này. Nếu mà rảnh em sẽ đi soát lại để dồn vào. Đây rất nhiều các nhá, vừa 3 vừa 4 đây, 4 đây. Đấy, 4 con đấy các bác nhá. Đấy, các bác lại bảo quay linh tinh. Đây 4 đây này. Đấy, nói chung là nó đây như tầm này cho nuôi 4 thì nó quá là ok rồi. Con này nó trội hơn này, trội hơn thì có thời gian lại phải đi cho một ô khác các bác. Đây 4 đây nhá, 4 đây nha các bác, rất nhiều luôn. Đấy 3 này. Chung là chỉ có 3 và 4. Tỷ lệ 2 thì chỉ là do em chưa có thời gian dồn thôi. Đây 4 đây. 4 đây. Đấy. 4 đây các bác nhá. Đấy. Nói chung là đến thời điểm này thì chim nó khá là ổn rồi. Chạy nào mà dính bệnh tật thì khó rồi chứ cần. Như của em thì vừa rồi dính cái thời gian mùa đông thôi. Mùa đông thì chắc là không ai thoát được. Nó chết rét chứ chả phải bệnh tật thì rất là khó tránh. Đây, 4 đứa bác nhá. Rồi, nói chung là đấy, cũng quay video cũng dài được các bác. Đây, 4 đây. Đấy, thôi. Em cũng xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong một cái video lần sau. Ok ạ. Chào các bác.